chỗ ngôi chùa Một Cột ở Hồ Bán Nguyệt cho mình ấy, rất nhiều người về đó và cầu tự, cầu con ấy, thành công. Cho nên có thể đấy gọi là ngôi chùa để cầu con. Vợ chồng mình sinh sống ở Hàn Quốc, khó khăn về những con cái. Sau khi về lầu con năm có con và tu tập một thời gian, bây giờ đã mang bầu rất là thuận lợi ạ. Bản thân con cũng đã cảm nhận được là ngôi chùa mang lại ngôi chùa rất là linh thiêng. Đặc biệt là tại chùa Một Cột nơi cầu con đó, rất là màu nhiệm. Năm nay đã 52 tuổi rồi mà con cũng sinh được cháu. Cháu và cháu rất là kháo khỉnh. Từ ngày các chuyên gia đến giờ thì cháu chưa thể dùng một viên thuốc tây nữa. Con của Phật nên là cháu cũng rất là lanh lợi và ngoan ngoãn ạ. Có một thực tế, đó là nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn phải trải qua rất nhiều hành trình, vừa tốn tiền của, vừa phải chịu đau đớn thể xác nhưng vẫn chưa tìm được con. Và chùa Một Cột tại chùa Ba Vàng chính là một chốn linh thiêng, đặc biệt nhiệm màu đối với những người hiếm muộn. Câu chuyện bức tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm được thờ tại chùa cũng là một câu chuyện thú vị, linh thiêng. Khi mà sư phụ xây xong cái chùa Một Cột này, thì lúc ấy sư phụ cũng chưa có tạc được tượng. Thì rất là ngẫu nhiên tình cờ, có gia đình một chú này, chú có được một cái phiến gỗ dâu hàng ngàn năm trầm tích ở trong lòng cái hồ. Và sau đó thì gia đình này họ tạc thành pho tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Thế khi tạc xong á, thì gia đình chú này có một giấc mộng là phải dâng cái pho tượng này lên một ngôi chùa. Chú cũng đi tìm, chú đến đây và chú gặp chùa Ba Vàng thì chú thấy là rất là giống trong cái hình tượng mà chú mộng. Thế là chú quyết định đem pho tượng về, chú cúng tiến vào trong này. Gần một chục năm nay rồi, chùa Một Cột ở chùa Ba Vàng này đã trở thành một cái điểm rất linh thiêng. Khi mà mọi người đến đây để cầu tự, các cặp vợ chồng mà sinh nở khó họ về đây họ cầu con thì rất là đắc cầu. Như trong kinh Pháp Hoa có dạy rằng đấy, ai đảnh lễ Đức Quan Âm, cúng dường Đức Quan Âm mà cầu sinh con thì sinh con gái được phúc đức trí tuệ, sinh con trai cũng được tướng tốt đẹp đẽ. Nhiều người đến để cầu nguyện thì đều rất là đắc cầu. Có những cặp vợ chồng chỉ về cầu một lần mà đã đắc. Vào cuối năm 2020 ạ, con có sự giãi lòng với sư phụ là cái sự khó khăn của gia đình con. Là vợ chồng con thì khỏe mạnh, sinh được một cháu đầu được 6 năm rồi. Sau đó thì hai lần tiếp theo thì chúng con có đậu nhưng mà không giữ được. Thì đấy là cái trăn trở của gia đình chúng con. Trước đó con cũng có học về Phật Pháp. Thì cũng thấy rằng là vừa là cái nghiệp duyên, vừa là cái sự đau lòng của mình ấy. Cái con nó đến với mình mà không biết vì sao mà không ở lại được ấy. Thì con nó bạch sư phụ cái sự khó khăn đấy. Thì sư phụ cũng có chỉ dạy là lúc ấy buổi tối thì ngày mai con ra ngày chùa Một Cột, ngày Thiên Thủ Thiên Nhãn. Chùa Một Cột ở đây này con này. Chùa mình ở chùa Ba Vàng mình có một cái chùa Một Cột bé bé đấy. Dạ, con có thấy trên TV. Thì sư phụ chỉ dạy ra ngoài đấy xin ngài. Thì con cũng thành tâm ra bạch với ngài cái sự cầu con ấy. Tâm nguyện của nhà con như thế, xin một em bé về. Thì sau đấy thì gần cuối năm con về nhà thì bắt đầu dịch bệnh xảy ra thì không đi chạy chữa gì. Thì sau đó thì đầu năm thì hết dịch bệnh thì có tinh thần là đi chạy chữa đấy ạ. Đi khám thì xem là nguyên nhân từ đâu. Thế thì rất là may mắn là lúc đấy thì là mẹ cháu báo là có em bé. Thì đến nay thì cũng bạch với sư phụ với đại tăng là anh chứng là cháu cũng được gần hơn một tuổi. Cháu gái ạ, rất là lành lợi. Gia đình con rất là tri ân công đức của sư phụ như các đại tăng đã chỉ dạy được chỉ dạy cho con có hướng đi và cũng may là được con của Phật nên là cháu cũng rất là lanh lợi và ngoan ngoãn ạ. Con tri ân công đức sư phụ ạ. Không thể thống kê chính xác được số người đã về chùa cầu nguyện, tu tập và được thành tựu. Nếu ai có đủ niềm tin, tích cực tu tập thì chắc chắn nơi đây giống như một tia hy vọng lê lói mà bất kỳ cặp vợ chồng hiếm muộn nào cũng muốn đến đây cầu nguyện. Ngôi chùa Một Cột nằm giữa hồ Bán Nguyệt, cùng đôi lưỡng long trầu nguyệt, còn là một điểm nhấn giữa khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ của thiên nhiên chốn non thiêng thành đẳng. Không ít người về chùa phải suýt xoa. Chùa Một Cột này là tuyệt vời, kiến trúc như chùa Một Cột Hà Nội. Đây là biểu tượng như là trái tim Hà Nội thứ hai của Việt Nam. Rất là đẹp, hoành tráng, kỹ xảo. Về chùa Một Cột này mình bạch xong thì ngay sau mấy đêm hôm đấy thì mình đã mơ là vợ mình có bầu và bố mình là Nghiêm Văn Hồng. Thì ngay đêm hôm mà mình bạch tỉnh ở chùa Một Cột này xong thì là bố mình cũng đã mơ là con dâu, có nghĩa là vợ mình là Hoàng Thị Trang là đã có bầu.
mình cũng mong điều này sớm thành hiện thực. Chùa Ba Vàng là nơi cầu nguyện tâm linh rất vi diệu, bởi nơi đây có sự chân thật tu hành của chư tăng. Nếu có cơ hội, quý vị hãy đến chùa cảm nhận không gian, cảnh sắc nơi đây và quỳ dưới chân Phật đài dâng lời cầu nguyện. Mong cho những lời nguyện cầu thiện lành của mọi người sẽ đắc thành, cầu gì được nấy.